Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi năm có không biết bao nhiêu cái sự kiện về môi trường và các chiến dịch làm sạch thế giới. Nhưng những cái thông điệp và những cái cam kết ngày càng cho thấy chúng là không đủ và vấn đề con người đang gây ra rất nhiều những hậu quả cho môi trường sống của mình cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết. Tháng 9 này Việt Nam sẽ lại hưởng ứng một sự kiện tương tự như vậy, đó là ngày làm sạch thế giới. Mọi câu khẩu hiệu và mọi chương trình hành động trong ngày này ắt hẳn sẽ có tác dụng của chúng. Song khẩu hiệu và hành động sẽ có tác dụng như thế nào khi mà chúng đang phải đối mặt với rất nhiều thiết chế chưa thật sự là sòng phẳng trong xã hội của ta? Đó là những câu chuyện của pháp luật, của trách nhiệm xã hội và một phần nào đó là của lương tâm và cả sự xấu hổ. Chỉ trong tháng 8 vừa qua thì các cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện ra các cái vụ doanh nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm ra môi trường, mà điển hình là vụ hai công ty Sunadeji và Dệt Thái Tuấn. Công ty Sunadeji, một công ty kinh doanh về xử lý môi trường, đã bị phát hiện là chỉ trong một đêm xả ra rạch Bà Chéo, một cái nhánh của sông Đồng Nai. Mỗi một đêm 9.000 mét khối nước thải chưa qua xử lý. Hay như công ty Thái Tuấn cũng bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường lập biên bản do hành vi đặt ống xả chất độc ra kênh Tham Lương thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Những cái vụ việc như vậy là những cái ví dụ cho thấy cái tình trạng vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng. Và nhìn bề ngoài thì những sự việc theo kiểu vụng trộm như vậy dễ khiến cho người ta hiểu rằng đó là một vài hành động đơn lẻ của một số doanh nghiệp mà thôi. Thế nhưng đằng sau các hiện tượng đơn lẻ ấy đang thực sự tồn tại một tâm lý, một hệ ứng xử có vẻ như đang phổ biến trong rất nhiều doanh nghiệp ở nước ta. Chúng ta sẽ cần phải phân tích và lý giải những hiện tượng này như thế nào, nhất là khi các doanh nghiệp đang ngày càng phải đối mặt với các cán cân giữa lợi ích và trách nhiệm xã hội của mình. Chương trình sự kiện và bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được bắt đầu câu chuyện về sự sòng phẳng trong ứng xử của doanh nghiệp với câu chuyện trách nhiệm xã hội, với việc giới thiệu tới quý vị các bạn một vị khách mời mới, tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, là Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Rất cảm ơn Nguyễn Văn Tài lần đầu tiên tham gia chương trình sự kiện bình luận cùng với chúng tôi. Vừa rồi chúng tôi có nêu ra một vấn đề mà chắc là dư luận hiện nay cũng đang rất quan tâm và nó cũng xảy ra nhiều năm nay rồi. Đứng từ phía cơ quan nghiên cứu khoa học thì công có một cái con số thống kê nào không về cái thực trạng này, trong khi hiện nay chúng ta đang có nhiều con số thống kê chủ yếu từ phía cảnh sát môi trường? Vâng, qua những cái sự việc xảy ra nhanh vừa nêu ấy, thì chúng tôi cũng có những con số thống kê. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng đấy là một cái hiện tượng. Hiện tượng này thể hiện ra một cái thực tế, và thực tế đấy nâng lên thành một cái vấn đề trong cái mối quan hệ giữa cái gọi là nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Và vấn đề này đã đẩy lên một mức gọi là rất là nóng, và chúng ta cần phải có giải pháp, có lối thoát ra chỗ đấy để có thể những giải quyết vấn đề môi trường. Và tôi không nghĩ rằng là vấn đề sẽ giải quyết theo cách là chúng ta sẽ buông thả để cho các doanh nghiệp tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường, mà chúng ta phải có cái cách đối giải quyết theo hướng là như vậy, là cả ba đối tượng này là doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng phải có một cái cách tiếp cận nào đấy để đi đến chỗ chúng ta có cái giải pháp để khắc phục được những hiện tượng này. Có một con số nào không về để người ta có thể hình dung ra cái mức độ phổ biến của hiện tượng doanh nghiệp đang có những cái ứng xử mà nó chưa thực sự là, chúng ta sẽ bàn về cái ứng xử này trong phần sau, và nó chưa thực sự là đúng với cái trách nhiệm xã hội mà rất nhiều doanh nghiệp họ vẫn nói rằng họ đang thực hiện. Đi vào con số cụ thể thì chúng tôi không muốn bình luận. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói rằng là cái xu thế mà hiện nay ô nhiễm suy thoái môi trường đang gia tăng ở Việt Nam, và đặc biệt là nó đang gia tăng về một độ dốc rất là cao. Và khi chúng tôi làm cái chiến lược bảo vệ môi trường ấy, thì chúng tôi đặt ra cái mục tiêu, khi mà chiến lược bảo vệ môi trường 2000 đến 2010 thì đặt ra cái mục tiêu đến năm 2020 là chúng ta ngăn chặn được cái xu thế gia tăng này, và từ đấy bắt đầu gọi là đi ngang và đẩy nó đi xuống. Tuy nhiên thì vừa rồi chúng tôi làm cái đánh giá cái việc thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường ấy, thì chúng tôi cho rằng là bây giờ đặt ra cái mục tiêu đấy cũng còn là quá sớm và khả năng thực thi là khó. Chính vì thế có thể là giảm được cái xu thế gia tăng và có thể ngăn được nó đảo ngược trở lại vào cái giai đoạn sau năm 2020. Đấy, muốn nói rằng là như vậy, đấy là vấn đề rất lớn. Mà nguyên nhân của việc làm cho môi trường bị suy thoái ô nhiễm, đấy là do các doanh nghiệp xả thải ra, do chúng ta khai thác sử dụng tài nguyên chưa hợp lý, và cho chúng ta giải quyết những vấn đề môi trường còn tồn tại chưa tốt. Có thể đưa ra một con số nó chưa, có vẻ như chưa đầy đủ, nhưng nếu như mà để gọi là hình tượng hóa rằng là cái mức độ đi lên của cái số vụ qua thời gian ấy, thì có thể hình dung cái biểu đồ nó sẽ dốc như thế này, hay là như thế này, hay là
hay là ngang bằng hơn? Hiện nay nói chung là nó đang dốc ở cái mức mà đang đáng lo ngại. Vâng. Vì chúng ta chưa có giải pháp. Vì chúng ta biết rằng là để giải quyết được vấn đề độ dốc của nó là dốc lên hay đi xuống thì chúng ta phải làm ba cái việc lớn. Cái việc thứ nhất, đừng để xuất hiện những cái nguồn gây ô nhiễm mới, mà cái này chúng ta giải quyết cũng chưa tốt. Cái thứ hai là những cái nguồn đang thực sự gây ô nhiễm thì chúng ta phải xử lý nó như thế nào, mà chúng ta cũng chưa làm tốt, đặc biệt kể cả những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà chúng ta đã xử lý theo nghị định 64, quyết định 64 Thủ tướng Chính phủ. Và cái thứ ba là những cái nơi môi trường đã bị ô nhiễm rồi, sông suối ao hồ đất bị suy thoái này nọ, chúng ta phải khắc phục cải tạo nó, chúng ta làm cũng chưa tốt. Thì ba cái này đồng thời nó sẽ đẩy cái vấn đề suy thoái ô nhiễm, suy thoái của môi trường nó gia tăng. Nhắc đến những cái vụ xả thải ra môi trường thì người ta thường được tiếp cận bởi những hành vi nó gọi là vụng trộm đi đêm, tức là trên báo vẫn hay giật tít là xả trộm ra môi trường hay là đổ trộm ra. Có người ví rằng đó là một hành vi giống như là của đạo tặc làm việc rất vụng trộm. Theo ông đó là cái kiểu gì? Như này thì để lý giải cũng rất là khó. Tuy nhiên chúng tôi đang trong một cái xã hội hiện nay mà để thực hiện những hành vi đấy thì thực sự là cũng không thể chấp nhận được. Còn một cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói là hiện nay doanh nghiệp thì họ cũng bằng mọi cách để họ tối đa lợi nhuận. Mà tối đa lợi nhuận đấy thông qua cái việc là như vậy họ đầu tư vào công nghệ, đầu tư vào sản xuất và đồng thời cũng có thể những khai thác những khía cạnh mà còn chưa tốt của pháp luật chúng ta, của cái năng lực quản lý của chúng ta. Thì nếu như doanh nghiệp mà khai thác cái khía cạnh là chưa chặt chẽ của pháp luật, chưa năng lực chưa tốt trong cái việc triển khai thực hiện pháp luật của chúng ta thì chúng ta có thể chấp nhận được trong giai đoạn này. Nhưng mà doanh nghiệp khai thác theo khía cạnh vi phạm pháp luật như anh vừa nói thì không thể chấp nhận được, và chúng chắc chắn là phải có những cái thay đổi. Còn nếu không thì trong giai đoạn tới, khi mà cái pháp luật nó tốt hơn, khi năng lực cái kiểm tra giám sát thực hiện tốt hơn thì lúc đấy rất khó để có thể như vậy tồn tại được. Chương trình ngày hôm nay chúng ta bàn về sự sòng phẳng trong cái ứng xử của doanh nghiệp đối với những cái vấn đề thuộc cái phần hoạt động của họ, phần lợi ích của họ. Thì đa phần người dân khi mà nhìn thấy là một doanh nghiệp xuất hiện trên thị trường, bao giờ họ cũng nói rất là nhiều đến cái việc là họ sẽ làm tốt cái vấn đề kinh doanh, họ sẽ làm tốt cái vấn đề xã hội và họ mong muốn cái hình ảnh họ sẽ rất là đẹp. Thế nhưng mà đến một ngày tất cả vỡ lẽ ra là không phải như vậy, họ còn làm cả những cái việc vụng trộm đi đêm như vậy. Theo ông, cái khía cạnh về sự sòng phẳng ở trong cái phát ngôn cũng như là cái ứng xử trên thực tế của họ cần phải được nhìn nhận như thế nào? Đây cũng có thể nói thể hiện cái khía cạnh chưa chuyên nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp mà đi đêm vụng trộm như anh vừa nêu. Chính vì thế muốn giải quyết vấn đề này thì tôi cho rằng là cần phải kể cả ba phía như chúng ta vừa nêu. Doanh nghiệp phải điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp theo cách là những phù hợp hơn với cái tình hình mới. Cơ quan quản lý nhà nước cũng phải có cách để nâng cao cái năng lực của mình, và đồng thời cộng đồng người dân cũng nâng cao cái khả năng nhận thức của mình để tiếp cận vấn đề này trong cái giải quyết vấn đề như thế nào. Vâng, tức là chúng ta sẽ phải có một cái nhìn sâu hơn về chuyện này. Vậy thì có thể nhìn cái bản chất cái... của vấn đề. Vâng. Đi vào bản chất vấn đề để chúng ta sòng phẳng. Sòng phẳng đây không phải sòng phẳng trong cái sự thực sự, mà sòng phẳng trong cái việc chúng ta nhìn nhận vấn đề đấy nó thực chất, để chúng ta có cái lối thoát thực chất để giải quyết được vấn đề. Vậy thì có thể cho phép tôi hỏi thẳng rằng đây là thuộc tính của doanh nghiệp. Những cái chuyện kiểu như vậy nó là thuộc tính của doanh nghiệp hay nó chỉ là hiện tượng phát sinh trong quá trình họ hoạt động? Cái này nói về thuộc tính cũng có ý đúng, nhưng nói những cái phát sinh cũng có ý đúng, vì cái này nó lại phụ thuộc bởi nhiều yếu tố. Như tôi nói là phụ thuộc từ góc độ pháp luật của nhà nước, phụ thuộc từ góc độ khả năng gọi là năng lực của cơ quan quản lý, phụ thuộc cái nhận thức của cộng đồng. Thế nên cuối cùng cái đó nó dẫn đến một cái sổ là có thể nói là phát sinh ra những hiện tượng. Nhưng nếu phân tích từ phía doanh nghiệp thì nó sẽ là gì? Phân tích về phía doanh nghiệp thì tôi cũng cho rằng là doanh nghiệp thì như tôi đã nêu là họ tìm mọi cách để gọi là tối đa lợi nhuận. Mà tối đa là lợi nhuận thông qua nhiều con đường. Trong đó có một con đường mà có thể nói chúng ta phải nhìn nhận thực chất của vấn đề đấy là như vậy là sử dụng môi trường để có thể như vậy là đưa lại lợi nhuận cao hơn. Vâng, và như vậy là có vẻ như là họ muốn được và được nữa. Chính xác, nếu được một mà chúng ta không có cách gì đấy để gọi là phản ứng trở lại từ góc độ nhà nước, từ góc độ cộng đồng thì họ sẽ tính đến hai. Thành ra chúng ta có cách gì đấy mà hiện nay như vấn đề đang nổi lên ở hiện nay là nóng rồi. Và tôi có nêu như lúc đầu là chắc là chúng ta không tìm cái giải pháp buông xuôi, mà chúng ta phải tìm giải pháp ngăn nó và sau đó đẩy nó đi xuống.
chứ không phải để nó cao trào lên nữa. Hy vọng trong chương trình này chúng ta sẽ cùng chỉ ra được một bản chất nào đấy để có thể khán giả và nhân dân cũng có cái nhìn nó bản chất hơn. Chúng ta sẽ xem ngay sau đây một cái phần phân tích của biên tập viên chúng tôi về cái câu chuyện mà tiến sĩ Nguyễn Văn Tài vừa nêu. Đó là cái bài toán lợi nhuận các doanh nghiệp đã tính toán như thế nào trong những cái câu chuyện về các cái vụ việc xả thải như chúng ta đã nêu từ đầu chương trình. Vụ vi phạm ở công ty Vedan Việt Nam tại Đồng Nai là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất về môi trường ở Việt Nam trong những năm gần đây. Trong hơn 10 năm, công ty này đã xây dựng một đường ống ngầm xả thẳng các chất độc hại không qua xử lý ra môi trường. Hành vi này được ngụy trang bằng các hệ thống xử lý chất thải được xây dựng ở bên trên đã dễ dàng qua mặt được các cơ quan chức năng trong nhiều năm. Sau đó không lâu, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hàng loạt các vụ vi phạm khác có tính chất và hành vi tương tự, cố tình tìm cách gian lận xả nước thải không qua xử lý ra môi trường, như ở công ty trách nhiệm hữu hạn Longtech Precision Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh, công ty Tung Quang Hải Dương. Một vụ việc khác gây bức xúc trong dư luận thời gian gần đây, đó là một doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ xử lý nước thải cho các nhà máy trong khu công nghiệp, bảo vệ môi trường nhưng lại cố tình gian lận xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Đó là công ty cổ phần dịch vụ Sonadergy, đơn vị đảm nhận việc xử lý nước thải cho khu công nghiệp Long Thành. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Nguyên trưởng khoa Kinh tế học môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hiện đang công tác tại Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường. Việc cố tình vi phạm trong xả thải là do các doanh nghiệp tìm cách trục lợi khi phải đặt lên cán cân kinh tế và môi trường. Trong cái đầu tư ấy, thì nó có trong gọi là chi phí, nhé. Chi phí trong kinh tế ấy, thì nó có hai loại chi phí, nó gọi là chi phí tài chính thôi, hay là chi phí môi trường nữa. Thế thì thông thường ấy, những cái doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường từ trước đến nay ấy, thì họ chủ yếu họ tính cho mỗi cái chi phí tài chính thôi, tức là của doanh nghiệp thôi, đầu tư thôi, chứ còn không, gần như là không tính về cái chi phí môi trường. Thế còn nếu mà tính cả cái chi phí môi trường ấy, thì nó sẽ dẫn đến, tức là cái lợi nhuận nó sẽ khác. Trong tư duy của các nhà làm kinh tế thì đầu tư và không đầu tư hệ thống xử lý nước thải bảo vệ môi trường sẽ ảnh hưởng rất quan trọng đến lợi nhuận của chính doanh nghiệp đó. Nếu không đầu tư cho xử lý môi trường, một chi phí thường được xem là rất tốn kém, đó là xử lý các chất thải nguy hại, doanh nghiệp sẽ bỏ túi 100% số tiền này. Vấn đề ở đây không chỉ là việc thực thi các quy định pháp luật, việc xử lý môi trường, mà còn được coi là trách nhiệm xã hội, là đạo đức của doanh nghiệp. Ở trong một cái đề tài với Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, đầu tư đầu điều tra phía Nam, ấy, những cái doanh nghiệp ví dụ như là của Hà Lan, của Nhật hay là của Mỹ, của Pepsi đấy, là ngay từ đầu họ đầu tư cho môi trường. Phát hiện vừa rồi thì không có doanh nghiệp nào là những cái doanh nghiệp của các nước phát triển đấy cả, mà chủ yếu là những cái nước mà cái đầu tư môi trường là họ cố ý lờ đi, hoặc họ đầu tư nhưng họ không đến nơi đến chốn. Vậy thì câu chuyện ở đây là cái gì? Câu chuyện ở đây tức là họ không quan tâm nhiều tới cái vấn đề xã hội. Trở lại với vụ vi phạm ở công ty Vedan Việt Nam, sau 2 năm kể từ khi bị phát hiện, đến năm 2010, sau rất nhiều vụ kiện tụng kéo dài, công ty Vedan Việt Nam mới chịu nộp đền bù những thiệt hại gây ra cho môi trường. Mức đền bù là hơn 127 tỷ đồng, được thu dựa trên phí xử lý nước thải công nghiệp. Lẽ ra công ty phải nộp trong 10 năm. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế môi trường, số tiền này cũng chỉ được tính là phí môi trường mà Vedan phải trả cho nhiều năm qua, chứ chưa thực sự tính đúng, tính đủ so với mức thiệt hại mà công ty này gây ra đối với môi trường. Một khoản tiền có thể lớn hơn nhiều lần so với phí thực đóng để đầu tư cho môi trường. Theo số liệu của Cảnh sát Môi trường, trong 5 năm qua, lực lượng này đã phát hiện và bắt giữ khoảng 20.000 vụ vi phạm, nhiều vụ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa có vụ vi phạm nào bị khởi tố hình sự. Chúng ta lại tiếp tục câu chuyện về sự sòng phẳng. Các cái vụ việc và kể cả những cái vụ đã xảy ra hậu quả và có cái việc xử lý cái hậu quả đấy thì nó đều cho thấy rằng là dường như chưa có một cái cơ chế nào thực sự sòng phẳng trong chuyện này. Các doanh nghiệp cũng không có một cái sự hối thúc nào để họ phải giải quyết cái việc này cho sòng phẳng. Và đến khi xảy ra hậu quả cũng chưa có những chế tài nào thực sự là sòng phẳng cho cái việc này. Qua những cái ví dụ như vừa rồi, có thể thấy rằng là các doanh nghiệp còn có một cái hệ thống tổ chức rất bài bản và tính toán rất kỹ lưỡng cho những hành vi vụng trộm đi đêm của họ như trong cái việc xả thải như thế.
Thế thì phải chăng người ta sẽ đặt một câu hỏi là xã hội chúng ta đang thiếu những cái cơ chế để ràng buộc, như ông nói ở đầu chương trình, để ràng buộc và khống chế cái lòng tham, không để cho doanh nghiệp tham hơn. Vâng, nói về lòng tham của doanh nghiệp thì chúng ta đặt câu hỏi này cũng nhìn từ góc độ khác. Tôi cũng muốn nói là cái chỗ góc độ cái tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Và cái thứ hai, nhìn từ góc độ cơ quan nhà nước ấy, thì chúng ta cũng có cái phải nâng cao cái năng lực của mình trong việc gọi là đưa ra thể chế và giám sát tổ chức thực hiện. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải xác định là chúng ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa cái gọi là trên con đường phát triển. Và so với nhiều nước trên thế giới thì chúng ta cũng được mức gọi là mới bắt đầu bước vào mức thu nhập trung bình. Và thường nói về một bài toán phát triển ấy, thì chúng ta đều phải có những cái sự chấp nhận trong những giai đoạn nhất định. Và như tôi nêu thì đấy là bài toán giữa phát triển và giải quyết những vấn đề khác như xã hội và môi trường. Và trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta nói chung là phải tính đến cái chuyện là cân bằng giữa phát triển và môi trường. Tức là chúng ta chấp nhận một mức nào đấy với GDP mới trên khoảng 1.000 đô la trên đầu người. Trong lúc đó GDP trung bình của một người dân trên thế giới là 10.000 đô la trên một đầu người. Thì chúng ta đang rất thấp. Chính vì thế là chúng ta có những cái mà có thể nói chấp nhận để phát triển. Và chính cái chấp nhận này trong giai đoạn vừa rồi là đẩy đến cái chỗ là pháp luật chúng ta cũng có những cái còn chưa chặt chẽ. Và đồng thời tạo cho doanh nghiệp những cái gọi là cách làm quen với cái cơ chế đấy. Và chính thế dẫn đến cái chỗ là có những cái gây ra những hiện tượng như chúng ta vừa nêu. Tuy nhiên thì như thời gian gần đây thì từ cơ chế, từ giải pháp, từ gọi là cơ quan thực hiện thì đã có những cái thay đổi. Ví dụ chúng ta đã có cái gọi là quy định của luật bảo vệ môi trường về những cái biện pháp phải thực hiện đối với việc gọi là giải quyết vấn đề môi trường. Chúng ta đã có những chế tài hành chính, ví dụ như là pháp luật sửa đổi về cái xử phạt vi phạm hành chính đã nâng cái mức phạt lên đến 500 triệu đồng là mức cao nhất. Chúng ta đã có cái chương sửa đổi của bộ luật hình sự về những cái gọi là biện pháp xử lý hình sự đối với những cái hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời chúng ta có những lực lượng mới như cảnh sát môi trường để gọi là giải quyết những sự việc. Thì chính vì thế những cái hiện tượng mà gây ô nhiễm hoặc là xả thải ra môi trường một cách công khai là gần như giảm đi rất nhiều. Thì thay vào đấy doanh nghiệp đi vào cái chỗ bắt đầu là khai thác những cái khía cạnh khác hơn, tức là đi đêm hoặc là dưới dạng như là vi phạm pháp luật một cách tinh vi hơn. Và chính vì thế dẫn đến một cái chỗ là chúng ta lại phải điều chỉnh ngay cả từ góc độ cơ quan quản lý, như chúng tôi nói, cùng góc độ cả cộng đồng, tức là thực hiện từ giảm sát từ cộng đồng tất cả mọi cái như thế nào để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên thì ở đây là một bài toán của phát triển. Chúng ta phải nhìn từ góc độ là có thể cả ba bên cùng phải ngồi lại với nhau. Doanh nghiệp từ cái nhận thức ra vấn đề đấy phải đi đến cái chỗ là có cái hướng điều chỉnh như thế nào, ngược lại từ nhà nước, từ cộng đồng cũng như thế, để tìm được một cái điểm chung để chúng ta cùng đồng thời phát triển như giải quyết được cả vấn đề môi trường. Ở trong cái phần tổng hợp vừa rồi thì biên tập viên chúng tôi cũng nhắc đến một ý là cái vụ gần đây là một cái công ty Sonadeji ở trong miền Nam. Đó là mấy công ty chịu trách nhiệm về vấn đề xử lý môi trường cho khu công nghiệp Long Thành. Nhưng chính họ lại là cái người mà phát thải ra môi trường. Tức là gì? Họ đã đi ngược lại chính cái tôn chỉ mục đích hoạt động của doanh nghiệp của mình. Và chưa nói đến công ty Sonadeji, tôi nghĩ rằng kể cả những doanh nghiệp khác, nếu như đứng trước một cái khoản lợi nhuận là rất nhiều tỷ đồng chẳng hạn, thì họ có thể sẵn sàng họ làm cái việc đấy. Ông nghĩ thế nào về cái sự câu thúc do cái vấn đề lợi ích kinh tế nó đang tác động vào cái điều này, và cái này cần được các cơ quan chức năng tính đến ra sao trong cái việc thiết kế những chế tài cần thiết để có thể ngăn chặn? Thì công ty Sonadeji thì có cái đặc thù hơn, và chính vì thế cái vi phạm của họ chắc phải tính đến cái hướng là nghiêm trọng hơn. Ở chỗ là Sonadeji là cái công ty mà mang danh là bảo vệ môi trường, mang danh bảo vệ môi trường, giúp cực kỳ doanh nghiệp ở trong khu công nghiệp giải quyết vấn đề môi trường, và Sonadeji đã thu tiền của các doanh nghiệp khác. Và chính vì thế khi Sonadeji thực hiện những biện pháp để lẩn trốn cái chi phí mà vẫn xả thải ra môi trường thì vấn đề chúng ta nhìn nhận nó phải khác hơn. Và tôi quay trở lại câu hỏi anh đặt và nêu về trước đấy, nếu doanh nghiệp thông minh giỏi ở cái mức là lách luật hoặc là vận dụng những cái kẽ hở của pháp luật hoặc vận dụng những cái chỗ yếu, chỗ chưa mạnh của cơ quan quản lý để tối đa hóa lợi nhuận thì là khác, chúng ta có thể phải chấp nhận. Nhưng mà vi phạm pháp luật theo những cách của Sonadeji thì tôi cho rằng là không thể chấp nhận được, và chúng ta phải có biện pháp xử lý. Và ở đây chúng ta quay trở lại vấn đề toàn kinh tế, thì khi mà đầu tư xử lý như thế thì anh phải đầu tư cả hệ thống hạ tầng, anh phải đầu tư chi phí vận hành thường xuyên, anh phải đầu tư rất nhiều những vấn đề khác, và kinh phí đấy rất là lớn. Thì chúng ta phải có những giải pháp để có thể giải quyết được.
Như vậy câu chuyện chúng ta đang bàn có vẻ đã vượt ra ngoài hẳn cái luật bảo vệ môi trường, nó sẽ liên quan đến nhiều thiết chế khác của xã hội. Chúng tôi muốn đặt một câu hỏi phổ quát hơn với tư cách là một người nghiên cứu về chính sách và chiến lược. Các doanh nghiệp đang giống như là người đi trèo hái cái chùm khế ở trên cây khế của nền kinh tế đất nước, của cái nguồn tài nguyên đất nước. Nhưng mà họ hái khế xong họ không trả vàng. Có thể ví như vậy được không? Tôi nghĩ là cái cách ví của anh rất là chính xác. Và đây là cũng một vấn đề mà câu hỏi chúng ta cần phải giải quyết. Tuy nhiên thì nhìn lại góc độ, từ góc độ khác của chúng ta là như tôi nói là cái giai đoạn phát triển hiện nay chúng ta phải chấp nhận một cái gọi là lối hành xử mà có thể phù hợp hơn với điều kiện hiện nay, tức là mối quan hệ giữa ba bên nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ông có sợ rằng là nói ra như vậy các doanh nghiệp nghe thấy thì họ bảo là nhà nước đang có vẻ như chấp nhận cái điều đấy và ở họ sẽ lợi dụng tâm lý đấy? Ở đây tôi muốn nói là song phẳng. Nhà nước chấp nhận ở cái mức là tôi chấp nhận hiện nay ở mức như này, tôi đưa ra tiêu chuẩn như thế này và tiêu chuẩn đấy là phù hợp với hiện nay, hoặc là theo tôi đưa ra quy định như hiện nay thì tôi, nhưng mà vi phạm quy định về tiêu chuẩn thì lại không thể chấp nhận được. Thành ra phải giải quyết cái chỗ này. Thì ở cái chỗ mà nói là khai thác cái cây khế hoặc tất cả mọi cái thì cũng có một khía cạnh đúng, nhưng nhìn từ góc độ gọi là doanh nghiệp thì đúng là họ khai thác từ khía cạnh là xả thải ra môi trường, khai thác từ khía cạnh là khai thác tài nguyên, khai thác từ nhiều khía cạnh khác để họ tối đa lợi nhuận là chuyện cũng là đương nhiên của họ thôi. Quan trọng là chúng ta từ góc độ cộng đồng, từ góc độ nhà quản lý chúng ta phải làm gì để như vậy kiềm chế, hạn chế cái xu hướng đấy của họ. Bài toán có vẻ rất khó. Bài toán rất khó vì thực sự thế này, nói là doanh nghiệp nhưng ở đấy là nơi tạo ra cái tăng trưởng kinh tế cho các cái địa phương, là nơi gọi là tạo ra công việc làm cho nhiều cái nơi, nhiều cái dân bản, dân địa phương và nhiều nơi nữa. Thành ra chúng ta giải quyết vấn đề môi trường trong tổng thể hài hòa với cái tăng trưởng kinh tế, đồng thời giải quyết công ăn việc làm là vấn đề xã hội rất lớn. Thành ra là tìm một cái giải pháp đây, tôi nghĩ rằng là không chỉ dừng lại luật bảo vệ môi trường hay dừng lại cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, mà nó là vấn đề của toàn cái hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Thì tạo được một sự đồng thuận, một sự kiên quyết và thống nhất trong giải quyết vấn đề thì mới có lối thoát. Chúng ta sẽ cùng xem sau đây một cái bức tranh khái quát về cái cách chúng ta đang giải quyết hiện nay như thế nào. Có thể đấy sẽ là tiền đề để chúng ta sẽ bàn luận tiếp thêm về câu chuyện này. Trong nhiều diễn đàn về môi trường gần đây, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là làm thế nào thực thi hiệu quả công cụ pháp lý bảo vệ môi trường. Tại hội thảo xây dựng báo cáo điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong xử lý vi phạm môi trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp tổ chức mới đây, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính của việc gian lận không xử lý nước thải diễn ra tràn lan vừa qua là do chúng ta chưa làm kỹ khâu thẩm định và đánh giá tác động môi trường. Tức là đánh giá tác động môi trường lại phải tính toán được là tiêu hao điện năng, khối lượng nước cụ thể, thế và từ đấy chi phí cho các cái tiêu hao điện năng là bao nhiêu, thế thì có thể đặt cầu dao để mà khống chế, và cái cầu dao phải niêm phong, và chỉ có lực lượng kiểm tra mới được quyền mở niêm phong, thế thì mới giám sát. Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đang phối hợp với cơ quan chức năng nhiều địa phương, đặc biệt là Ban Quản lý các khu công nghiệp, tăng cường kiểm tra, rà soát các hoạt động bảo vệ môi trường. Để thẩm định về mặt môi trường, có thể chúng ta làm là cũng chưa đến nơi đến chốn, cho nên là hiện nay cái diễn biến tình hình như vậy, thì thông qua công tác kiểm tra, để hoạt động cảnh sát môi trường thì đúng là những việc này để chúng ta cũng đang tiếp tục phát hiện, tất nhiên cũng bộ cũng để xác định cái lộ trình để mà giải quyết. Ví dụ như trước đây những cái doanh nghiệp mà người ta đã làm rồi, thế nhưng mà về cái hệ thống để mà xử lý cái nước thải và chất thải đấy thể là chưa giải quyết được, thì chúng ta sẽ có cái lộ trình để cho người ta giải quyết. Thế còn những cái dự án mới hiện nay thì quan điểm bộ chúng tôi là dứt khoát là phải thẩm định vấn đề môi trường, nếu như không ảnh hưởng, không tác động môi trường thì lúc đấy mới có thể chúng tôi có ý kiến để thống nhất là có đầu tư hay không đầu tư. Hiện mặc dù mức xử phạt cao nhất trong việc vi phạm về môi trường là 500 triệu đồng một hành vi, gấp 7 lần so với cách đây hơn một năm, nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nếu chỉ áp dụng công cụ tài chính mà không có các biện pháp mạnh tay hơn như đóng cửa, khởi tố đối với các doanh nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt thay vì đầu tư lắp đặt và chi phí cho xử lý chất thải. Đúng là có một cái việc rất trớ trêu nhưng nó lại đang tồn tại. Thậm chí có những doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận nộp phạt để họ có thể tồn tại cái hệ thống vụng trộm của họ. Mặc dù chúng ta đã nâng mức phạt lên rất nhiều lần so với trước đây, nghe thì cũng có vẻ như là nó cũng đã có hiệu lực hơn, nhưng mà gần như cũng
chưa là đủ. Thế vậy thì vấn đề cốt lõi ở đây sẽ cần phải cải tiến cái gì ạ? Quan trọng là thế này, cái mức phạt hiện nay, ví dụ như tôi nói là xử phạt vi phạm hành chính là lên đến 500 triệu đồng rồi. Nhưng mà so với cái lợi nhuận mà doanh nghiệp có được từ cái việc xả thải ra môi trường lớn rất là nhiều. Ví dụ như tôi nói là phạt không thấm tháp gì so với lợi họ thu được. Chính xác, chỉ một phần rất là nhỏ mà khi mà doanh nghiệp họ, đây chúng ta nói về sòng phạt. Thay khi doanh nghiệp họ hiểu được vấn đề đấy, nếu chúng ta sử dụng cái công cụ đấy, chỉ một công cụ đấy thì sẽ không giải quyết vấn đề. Mà cái xu hướng sắp tới mà chúng tôi đang nghiên cứu là thứ nhất, vừa kết hợp các biện pháp hành chính nhưng đồng thời cả các công cụ kinh tế để doanh nghiệp làm cái gì gây hại đối môi trường đến đâu thì doanh nghiệp phải chấp nhận chi trả đến đấy. Và đây cũng là một bài toán để tạo ra sự bình đẳng công bằng. Khi một doanh nghiệp khác, ví dụ doanh nghiệp đến công nghiệp tiên tiến, họ đến đây họ đầu tư giải quyết vấn đề môi trường rất tốt, từ gọi là chi phí đầu tư cơ bản ban đầu đến người gọi là vận hành hệ thống xử lý thải, đến đầu tư công nghệ tất cả mọi cái, thì những cái chi phí để vào giá thành sản phẩm hết. Và chính giá thành sản phẩm này thì nó sẽ mất cái bình đẳng trong cạnh tranh đối với những doanh nghiệp mà họ lại không đầu tư giải quyết vấn đề môi trường. Chính vì thế nó sẽ gây ra cái sự gọi là mèo mó trong cái gọi là tính bình đẳng cạnh tranh trên thị trường. Thì chúng ta phải giải quyết vấn đề này ở chỗ là như vậy là cái thứ nhất là chúng ta đồng thời đẩy mạnh các biện pháp hành chính. Ở đây chúng tôi muốn nói là như lúc nãy tôi nêu có ba cái hướng cần giải quyết. Cả nhất đừng để các cái nguồn gây nhiễm mới gọi là xuất hiện. Ở đây giải quyết bằng hai cái công cụ chính là đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường. Đánh giá môi trường chiến lược là chúng ta nhìn từ cái tầm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để xem từ những cái chiến lược, quy hoạch, kế hoạch mà không thân thiện môi trường hoặc là không tốt môi trường thì chúng ta có điều chỉnh, hoặc là đừng để cho những cái ngành, những cái lĩnh vực mà có cái gây ô nhiễm môi trường hoặc là có cái hậu quả đối với môi trường nhưng không có cái hiệu quả về kinh tế và hiệu quả xã hội có thể tồn tại phát triển tốt hơn. Cái thứ hai là đánh giá tác động môi trường là đổi dự án. Chúng ta xem xét từng dự án khi đầu tư để xem dự án nào mà có thể nói là gây hậu quả môi trường hoặc gì đấy chúng ta cũng không xem xét đầu tư hoặc cách thức đấy. Cái thứ hai là chúng ta giải quyết những cái nguồn hiện nay đang tồn tại. Và chính những bài toán hôm nay chúng ta tập trung vào chỗ này, tức là những cái đấy là khu đô thị, đấy là khu công nghiệp, đấy là khu kinh tế, đấy là từng cái doanh nghiệp, từng cái cơ sở sản xuất kinh doanh, từng cái kho bãi, đến cả cái làng nghề, tất cả mọi cái thì chúng ta giải quyết vấn đề này như nào. Đây là bài toán thực sự là rất khó, vì nói giải quyết vấn đề môi trường chỉ nói thì rất đơn giản, nhưng khi mà giải quyết thực sự thì nó cần từ cả gọi đầu tư, từ cả quyết tâm, từ cả rất là nhiều cái. Vì để giải quyết được vấn đề công nghệ hoặc xử lý được một nghìn mét khối nước thải tất cả mọi đấy là tính ra tiền. Chúng tôi tính 1 kg BOD chẳng hạn để giải quyết bây giờ, từ xây dựng hệ thống xử thải đến đầu tư hóa chất đến điện nước tất cả mọi cái đấy lên đến 10.000 đồng rồi, khoảng chừng đấy rồi, và nhân lên tất cả mọi cái ra bao nhiêu thì tính như đấy là bài toán chúng ta ở đấy là. Và cái thứ ba cho tôi muốn nói là hiện nay nhiều nơi môi trường đã bị ô nhiễm suy thoái rồi, nhiều dòng sông đã bị chết rồi, nhiều cái hồ ao đã gần như không hoạt động được nữa. Chúng tôi tính là hiện nay chúng ta có hơn 2.600 con sông lớn nhỏ và có đến hàng trăm con sông là hiện nay đã ở tình trạng chết rồi, và sắp tới theo xu hướng đang đi lên nữa thì khoảng đến năm 2020 chẳng hạn thì quá nửa số con sông hoặc là thậm chí hơn nữa là những con sông chết, thì chúng ta khắc phục nó nào? Khắc phục bằng cải thiện, khắc phục bằng nạo vét, khắc phục bằng xử lý cái nguồn xả ra đấy thì một khối lượng tiền cũng là rất là lớn. Thành ra ở đấy chúng tôi muốn nói giải quyết vấn đề này là một bài toán rất khó mà phải đòi hỏi của cả một hệ thống chính trị hoặc cả cộng đồng hoặc xã hội. Như vậy thì chắc là sẽ cần phải nhiều thời gian nữa để chúng ta tiếp tục hoạch định. Tôi chỉ muốn hỏi một ý rất ngắn trước khi chúng ta sẽ phải khép lại chương trình này. Liệu rằng cái việc chúng ta đánh vào cái bài toán kinh tế và bài toán lợi nhuận có phải là một cách đánh một cách sòng phẳng với các doanh nghiệp khi mà chúng ta đứng trước một cái cuộc đấu tranh để giữ gìn cái môi trường, trong lúc các doanh nghiệp thì họ luôn luôn phải tính đến cái chuyện tối ưu hóa lợi nhuận của họ? Tôi nghĩ đấy là lựa chọn duy nhất. Vâng. Trong một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc biệt tập trung vào vấn đề gọi là anh gây ô nhiễm thì anh phải chịu cái chi phí để khắc phục ô nhiễm, từ cái việc là xử lý đến khắc phục hậu quả. Và chúng ta đã có những cái công cụ hiện nay bắt đầu cho việc gọi là doanh nghiệp xả thải ra thì phải trả phí, doanh nghiệp làm trên sông nước hồ đất bị ô nhiễm thì anh phải chịu cái chi phí khắc phục. Tuy nhiên những cái vấn đề này cần phải hiện thực hóa nó trên thực tế thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này. Hy vọng đó là mấy cách sòng phẳng. Rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Tài đã đến chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay thì khi nói tới nhiều hiện tượng xã hội, trước khi lý giải nó, người ta hay có cái tâm lý đổ tại ý thức và trách nhiệm. Dường như đó là một tiềm thức trong mỗi con người vốn quen sống ở trong một cái xã hội trước đây, khi cuộc sống là đại đồng và ai ai cũng quan tâm trước hết tới tập thể và cộng đồng.
Thế nhưng ngày nay khi mà giá trị cá nhân phần nào đã lớn lên và ngày một lớn lên thì câu chuyện trách nhiệm và ý thức với cộng đồng sẽ không thể là cái mục tiêu để chúng ta, tức là chúng ta trông chờ trong việc giải quyết tất cả hiện tượng xã hội. Cộng đồng sẽ phải có thiết chế với các cá nhân và xã hội phải có một cái luật cho doanh nghiệp. Tất cả cùng hướng đến một hệ giá trị có sự sòng phẳng, giống như câu chuyện dân gian đã ăn khế thì phải trả vàng. Xung quanh vấn đề các doanh nghiệp, cụ thể hơn là nhiều doanh nghiệp đang xả thải ra môi trường, thì có thể nhìn thấy là họ không những không sòng phẳng với cộng đồng mà họ còn đang không sòng phẳng với chính mình. Bởi vì tới lúc nào đó nếu như làm ăn theo cách như vậy thì họ sẽ không còn cái chỗ nào để mà đứng chân nữa. Thế nhưng đó là nói trên lý thuyết, còn thực tế thì các doanh nghiệp sẽ chẳng bao giờ nghĩ xa hơn như vậy. Trước mắt họ vẫn là thặng dư và lợi nhuận, và đó cũng chính là một mối dây dứt của cả xã hội chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm tới chương trình chúng tôi và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.